Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu thì đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình nhé. Xin chào. Trong thế giới bóng đá, điều tuyệt vời nhất không gì hơn là được chứng kiến những bàn thắng. Sau mỗi pha ghi bàn ấy, các cầu thủ thường sẽ có một khoảng thời gian ngắn để ăn mừng. Đây cũng chính là khoảng thời gian để các cầu thủ thể hiện cá tính, niềm vui và cả sự hài hước của mình sau những giây phút căng thẳng. Cũng từ đó mà xuất hiện vô số màn ăn mừng độc đáo gây ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ. Sau đây là những màn ăn mừng thuộc dạng kinh điển đã từng gây sốt trong bóng đá hiện đại. Mời các bạn cùng xem lại. Mbappe thì nổi tiếng với phong cách ăn mừng khoanh tay, còn lần này cầu thủ người Pháp chỉ nhún vai đi bộ, gương mặt nghiêng nghiêng nhếch mép như thể muốn nói, nhìn mặt tao thấy có đang vui không? Đó là lần cầu thủ này ghi bàn sau khi vừa bị PSG phạt nặng 180.000 euro vì cái tội đi tập muộn. Màn ăn mừng của hai cầu thủ này quả thực quá ấn tượng, nhưng không phải ai cũng dám làm. Dĩ nhiên số 8 cũng không dám, chỉ là gặp sự cố một chút mà nó biến thành một pha hôn lên mông. Các cầu thủ của một câu lạc bộ còn có hành động ăn mừng bàn thắng độc đáo hơn theo kiểu diễu binh và có lẽ quá say mê đến nỗi câu giờ và trọng tài phải lên tiếng nhắc nhở. Trong khi đó, ngôi sao người Brazil Ronaldinho thì có màn ăn mừng ấn tượng sau khi ghi bàn với điệu nhảy samba hấp dẫn. Tiền đạo Anderson Lopez thì phấn khích vì có bàn thắng đầu tiên ghi được cho câu lạc bộ Consadole Sapporo Nhật Bản, đã nhảy qua hàng rào trắng quanh sân bóng để ăn mừng mà không biết điều gì đang đón đợi anh. Và thay vì một màn ăn mừng hoàn hảo, cầu thủ người hùng của đội bóng rơi từ độ cao 3 mét xuống đất. Còn đây là màn ăn mừng bàn thắng độc đáo của các cầu thủ áo cam. Sau khi ghi bàn, một cầu thủ đã cầm bóng lùi lại phía sau theo kiểu đang chơi bowling. Bá đạo hơn thì như anh chàng này chạy ra va thẳng vào hàng rào lưới B40. Một trong những kiểu ăn mừng nguy hiểm nhất là kiểu nhào lộn 360 độ. Những cú salto mạnh mẽ này làm người ta khó có thể rời mắt được. Thế nhưng độ nguy hiểm của nó cũng cực kỳ cao. Neymar thì sáng tạo ra màn ăn mừng để giày lên trán khá ngộ nghĩnh. Sau khi giúp PSG đánh bại Amiens 2-0, nhiều người cho rằng anh đã có ý quảng cáo cho nhà tài trợ. Thêm một kiểu ăn mừng bàn thắng cực dị nữa là gọi điện thoại.
mà đạo cụ chính là chiếc giày cầu thủ tháo khỏi chân để giả làm chiếc điện thoại và gọi điện báo tin vui cho người thân. Cũng đã có vài cầu thủ lặp lại theo cách này, nghe bảo rằng rất hiệu quả mà không hề tốn cước. Pha ăn mừng này của Cristiano Ronaldo đã tạo ra cơn sốt trên toàn thế giới khi nhiều cầu thủ và cả vận động viên ở những môn thể thao khác lựa chọn để ăn mừng chiến thắng. Giống như đấng mày râu, các nữ cầu thủ cũng luôn biết cách thể hiện cảm xúc và tạo ra sự khác biệt sau khi ghi bàn thắng. Như vũ điệu lắc lư quyến rũ trên sân bóng, hay như kiểu xếp hình đẹp mắt thế này. Có lẽ chơi game CS nhiều quá mà ngôi sao bóng đá người Brazil Neymar đã khiến cộng đồng game thế giới phấn khích khi anh có pha ăn mừng bàn thắng theo kiểu phong cách hóa thân thành sniper. Cụ thể, sau khi ghi bàn, Neymar đã chạy ra góc sân, rút lấy cột dọc và ngồi xuống ở tư thế ngắm bắn AVKP trong CS GO. Rất tiếc, bàn thắng sau đó đã bị từ chối vì lỗi việt vị. Một tình huống khá hy hữu đã xảy ra khi tiền đạo Joel của một câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia Brazil bị rơi xuống hố sau cú nhảy ăn mừng bàn thắng vào lưới đối phương. Tất cả đồng đội của anh đều hoảng hốt khi tiền đạo này đột nhiên biến mất. Nguyên nhân là do nơi đó có một cái hố cát khá lớn và các nhân viên ở sân đã phủ bạt kín mít. Còn Joel thì quá phấn khích nên vô tình sa bẫy. Cũng nhỏ không kém là cầu thủ này, anh muốn thực hiện một màn trượt cỏ ăn mừng mà cũng không xong. Màn ăn mừng bằng những cú đấm boxing với cột cờ phạt góc luôn là hình ảnh quen thuộc khi team Cahill xuất hiện cùng tuyển Úc trong mấy kỳ World Cup liên tiếp. Thêm một pha ăn mừng kinh điển đi vào lòng tâm trí người hâm mộ của Mario Balotelli. Hành động cởi áo, gồng mình khoe cơ bắp của anh khi ăn mừng bàn thắng trong trận bán kết Euro 2012 gặp Đức đã từng trở thành cơn sốt. Ghi được bàn thắng, chắc hẳn cầu thủ nào cũng sẽ vui vẻ ăn mừng cùng các đồng đội trong giây lát. Nhưng trong muôn kiểu ăn mừng bàn thắng thì các chân sút người Iceland lại chọn cách hóa thân thành ông lão đánh cá và con cá ngừ. Pha biểu diễn thậm chí còn tái hiện cả giai đoạn chụp ảnh ăn mừng vì bắt được con cá nặng mấy cân. Đặc biệt hơn, có một lần tiền đạo Mirko Vucinic của Montenegro có màn ăn mừng độc nhất vô nhị hơn khi cởi luôn chiếc quần thi đấu trùm lên đầu và dang rộng hai tay thể hiện sự hào hứng.
Vừa rồi là những tình huống ăn mừng bá đạo chưa từng thấy của các ngôi sao sân cỏ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.